Hello, nhà gấu xin kính chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với kênh vlog của nhà gấu. Các bạn ơi, hôm qua thì sau một cái trận mưa rất là to thì ruộng đồng ruộng trước cửa nhà mình, xung quanh nhà mình đã ngập hết trơn rồi. Đây, rất là nhiều nước. Và sẵn phía sau nhà thì ông ngoại đang xả lúa, thì bây giờ mình đi theo ông ngoại ra ngoài ruộng rồi sẵn xem bắt tìm một mớ ốc để mà về làm món ốc bu nướng tiêu để dùng chia sẻ với mọi người nha. Đây, đồng không mong quạnh, không biết có con ốc nào đây không, không có đất mang đầu máu gì. Đây các bạn ơi, mình phát hiện được hai ba con ốc này nha. Mình bắt nó nha. Biết đây còn không? Được hai vợ chồng ốc nè. Cho hai vợ chồng đi đầu thai luôn nha. Bội thu rồi đó các bạn. Xa xa lại có anh gấu. Anh gấu với bà ngoại đang đứng chờ ở nhà nè. Có con cua nè. Con cua các bạn thấy không? Có quậy bà ngoại gì không? Ôm giỏ đi con. Bây giờ mình đi vòng phía sau nhà đi kiếm ông ngoại. Đây, vườn nhà mình nè các bạn. Ở trong vườn nha, còn mình đang đi ở ngoài. Cây bưởi trái nè. Như chương trình đang chạm bưởi ông ngoại mà chưa có ăn chạm bưởi nè. Đây có cây ổi. Đi đá xăm nè. Thôi, mình đi ra kiếm ông ngoại nha. Đây, các bạn thấy không? Đây là ruộng phía sau nhà mình nè. Ông ngoại nè. Ông ngoại đang đi coi nước để chuẩn bị xả lúa. Đây. Ngược sáng các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Sáng sớm mặt trời nó chói dữ lắm. Đây cái máy cày của ông ngoại hai cái. Đây có ốc nữa các bạn. Thôi bây giờ mình đi bắt nha. Đây nãy giờ mình bắt được cho đây ốc nè. Cái này sẽ trợ giúp của ông ngoại nữa. Cái này do nãy giờ mình bắt mà cầm máy quay á, nên là mình không có quay lúc mà bắt được.
Các bạn thông cảm nha, bây giờ mình vô mình ngâm ốc rửa sạch rồi bắt đầu mình chế biến món ăn nha. Rồi bây giờ ốc sau khi mình ngâm qua một ngày thì ốc cũng đã sạch rồi, mình rửa sạch và bây giờ mình bắt đầu luộc nha. Mình có chuẩn bị đây là một ít lá ổi, lá chanh và một ít lá sả. Bây giờ mình bỏ vô mình luộc nha. Thời gian mà mình chờ ốc nó chín á, các bạn pha chế cái nước mà để cho nó nướng nha. Đầu tiên các bạn cho vào một ít nước mắm. Cho 3 muỗng nước mắm nha. Một chút xíu đường. Chút bột ngọt. Dầu hào. Món không thể thiếu đó là tiêu nha các bạn. Rồi các bạn trộn đều lên. Các bạn nếm theo khẩu vị vừa miệng của các bạn nha. Tại vì mình ở đây là mình chỉ làm theo đúng khẩu vị của gia đình mình thôi, chứ mình không có làm theo công thức nào hết á. Rồi bây giờ ốc đã chín rồi, các bạn nhắc xuống mà sơ chế ốc nha. Đây nè các bạn, đây là ốc mà sau khi mình sơ chế làm sạch nè. Mình bỏ hết phần đuôi đi, tại vì đuôi ốc của vàng á nó rất là dơ nên là không có ăn được. Đây mình lấy phần sạch còn cái phần đầu thôi nè. Rồi mình chừa lại luôn những cái phần vỏ của ốc, để một lát mình bỏ trở lại và mình bỏ nước sốt cho mình nướng nha. Rồi bây giờ ốc sau khi các bạn đã bỏ trở lại và cho gia vị vào thì bây giờ các bạn cho vào lò vi sóng nha. Mình tại vì không có nồi nướng than nên là mình nướng bằng lò vi sóng luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đây là mâm ốc của mình sau khi mình hoàn thành đây các bạn. À, rất là thơm nha. Và bây giờ thì mời các bạn cùng ăn với lại hai mẹ con gấu nha. Cảm ơn mẹ đi. À, con mời cô chú ăn đi. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cái nước rất là vừa nha các bạn, cứ vừa rồi nên mà mình không cần chấm thêm, nhưng mà mình vẫn làm thêm một chén muối ớt cho đậm đà. Ngon quá, nhưng mà cay quá ăn không được. Ốc rất là giòn nha các bạn, rất là ngon luôn. Con sao bể mâm vậy? Đi ăn cho mẹ coi rồi, ăn giỏi đi. Con hello cô chú đây nè, con bây giờ cô chú đi. Kiếm sữa hả gì? Kiếm sữa hả gì bắt hoài à?
Mà mò hoài chú. Giỏi quá, ăn bánh đi. Các bạn ở nhà mà ở mấy bạn đặc biệt các bạn ở quê có rảnh thì đi bắt về làm thử nha, rất là ngon. Ớt bô vàng này nè, ở dưới quê mình bây giờ cũng không còn nhiều nữa, tại do người ta xịt thuốc á, đặc biệt là nó phá lúa rất là nhiều. Cục vàng có mẹ ngon không? Giỏi lắm. Không mẹ miếng. Kiếm sữa phải không? Mời các bạn con nữa nha. Món ốc nướng tiêu này nè các bạn. Mà đặc biệt có thêm một cái ly rượu đế nữa ha. Rất là ngon luôn. Cho mẹ lấy cho gốc. Giỏi quá ta. Đặc biệt á là thịt ốc các bạn á. Có cha mẹ à. Cảm ơn gấu nha. Đặc biệt là ốc này các bạn á, là đã sơ chế rồi nên là các bạn nướng á, các bạn nướng á, mình nãy mình mở cái lò vi sóng là 190 và trong vòng 10 phút thôi thì cái thịt nó còn giữ được cái độ mềm của nó, giữ được cái độ mềm của ốc, độ mềm và dai của ốc thì ăn nó thì rất là ngon. Còn các bạn nướng lâu quá thì thịt nó dai quá và nó không còn độ ngọt nữa thì ăn nó sẽ không ngon lắm. Ngon quá. Mày là mấy con ốc nó chết với mình hết. Ơi mày lấy cho. Ngồi lên đi mày lấy cho. Nè. Giỏi quá ta. Ông ngoại đi làm chưa có về, phải ông ngoại đi về là ông ngoại rất là ghiền cái món này đó. Chấm miếng lá đinh lăng nha. Ngon không? Có ăn ngon không? Con mì gió cô chú cái đi nè, mẹ coi coi nè. Mì gió cô chú đi. Đẹp. Đẹp. Mì gió đi, con mì gió đi. Con mì gió của chú đi. Gấu giỏi quá ta. Này, để có một bao ốc lát nữa. Ngon vậy. Cái anh này bò quá.
Rồi đây con chào cô chú, đi con mẹ cho con đi. Bye bye đi. Con bị gió đi, giờ mẹ cho con đi. Còn anh ừ, cho bánh nè. À mẹ. Hả? À? Ừ, đút mẹ hả? Ừ, dạ cảm ơn gấu nha. Đây là mình chia sẻ cho các bạn cách là mình làm tại nhà thôi, đơn giản mà ăn rất là ngon nha. Các bạn ở nhà có ốc các bạn làm thử giống mình nha. Đây là mình chỉ chia sẻ thôi chứ mình không có làm theo công thức gì hết. Bây giờ video cũng dài rồi, có ảnh quậy nữa. Thôi mình kết thúc video đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Bye bye.